đôi chi nè ti cà sấp bạ ổ rộ về là cà sấp bạ nàng à kỹ thuật tập riêng mấy sản đông năng đồng ạ nên riêng ra năng nhiệt nhôm để thợ sấp riêng nó không là xây tệ sao vệ tiền bảy sấp bóng đăng riêng ra năng cho đó na chấm bảy nụ thái ba bảy triệu bảy mấy thay sạm nạ thua rồi bảo bóng không cả nó cứ bóng cũng nấu nấm đầm bón ổ rộ về lấy sợi đàn đi cùng nó không sùng nô tim rồi đập bảy to từ lời sùng nô tim rồi đập pin bảy mấy ní xua thà ta không về lia đại bọn trung bẩm pin tục cả đã kể ra nó ở địa cá và mùi chân nằm và diện kịch địa chân nằm ở địa cá và mùi chân nằm không ở đầu viên và mùi chân nằm nâng bao bờ ông nơi nay bờ tây lẹ bong cá chi diêm chào hỡi diêm chôn một nửa cô vinh địa chân này ta bọn ban phò lõ đưa cọ phò lõ cái đó ưu tì hó nè nên sầm nô nó chia sầm nô ưu tì hó bỏ sân na bờ 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 ông mà po được sạt dương lộc mẫn chi diêm ấy cướp của mỗi năm để ấy lột bọc băng cá chi diêm đang chào ta chỉ phò lõ rứa có phò là cọ để tới cả miền trung quốc bè sao mà sản phẩm bơm kêu này dễ không sao mai cả nô so mà ra tiền này muốn bị sai chân này bà bớt bè mà hạt thái đòi chấm rán trăng chấm nội đi không cá đại bọn phơi tô cả ra cái để giá hay chuẩn lo nắng bớt sân chi bọn là bằng từ cả bẩm pin tôi có đặt cái giá hai châu một căn nó cố vĩnh cứ mình biến chỉ phải lọ ấy sản phẩm bằng nó tê vì pro ca để rồi nấu nó không nó có mình biến chỉ phải đầm bay ca tăng nấu rứa có đầm bay bắt đầu sát than nấu prasasana tê cái này nên cứ chỉ phải muối đá mình lọ sản phẩm bằng phải lọ mình lọ muối tiết cứ bớt sân chia bỏ ăn trung tập lập mà nó có hai sắc ban đại thà lẹ bằng phết chỉ pháp bị chết hai chỗ mà đòi bên nó có vĩnh nâng thơ ao bị nhiệt từ vuông san từ vuông nẹt nó có tương lai nâng mơ nghi chấm phù bỏ ăn thá chia bột quơ khoan đâu sẽ cái đẹp chỉ diêm hay chia bột quơ đài thơ ở với đài mình chọc trống mình chọc đào mà nâng cứ tay để miền ca mơ nghi chấm phù bỏ ăn là thơ ca nghe ở với mình ao hơi không ông về lia đây bỏ ông một pin tô cả rạ cây để già đấy cứ dương ai vô khơi thả chỉ tua giáng đôi pan chợ vật kỳ bị khâu sầm tóc pan chợ vật kỳ priem tưởng pram nè đây bẩm ra bỏ ông đấy nè nộp về đây khơi bỏ ông trong sau à hà vĩnh còn non khi kết tha bỏ ông nó cứ tập lập tới chia một cô để miên đấu dịch đây bật thana thông bình nó còn để ca phạp đô bị ca ọt chẳng hắn hai máu từ tua chẳng hắn vinh tay bà bà nó rồi cho tùm rôm bà ông lạc băng đâu dịch đây chi diếm hai bà ông châu mà căn được cô vinh cứ bật nà bật chỉ miên nợ nó cô mơ nghe bà mát chẳng buộc bà ông thá chia bục cô khóa nâu dịch đây chi diếm hai chia bục cô bật thân an đâu ca mà sọc vinh chia bục cô để phơ ở với đấy mình chọp chống mình chọp đào mà chẳng tử cái này chẳng trăng chùm nội ni cứ bà sân chia bà ông cho nó cầu vĩnh cứ mình biến phò lõ sầm rạp bỏ ăn lại cái nào xong bềm hà thái để môn triệp xa thụ nụ thai không sẽ cái đây để nụ thai và chị mộng đi bà dương kịch tới bà sân bà ăn từ lập từ vĩnh nẹ sai chùm bọ cái này cái đó nè thà bà ăn lẹ bong mình bàn phong nè trả đăng giảng mây chạy chẳng tự bạn giờ vừa kí pram ruột nó gặp ông sau giờ ha so mình chăm bay từ lập bỏ bong cháu là còn là sau giờ ha so thôi chia thì khâu đẹp lòng bồ đề sát bài bát thô thầm ở đa vĩnh sau giờ ha sau giờ hàn vĩnh so rút cho bóng nó vì ở độ về là ca sĩ bạ sắm tô ở độ về liên sơn an thì cũng đồ hô từ đó đâu vì riêng là xây như ngay chỉ hô hài chờ đợi này chấn ni chỉ hạt pearl đại bảo ông mình bán tờ lấp từ vĩnh được không ca để với tục khả kệ đi già chẳng được không sùng nua bẩn to mở rồi đọc buồn sông bệ hà nội thái người ta chui bị chẹt trong chẳng nói thả bệ hà mha bồ rắc bồ pol tam put thể trả đi giá bà này thả bệ hà mha bồ rắc dương nó cứ bồ put chỉ ông mà trả này dương nó lộ bên phải nhá chiều ở cha nè chiều cho ba chú ba lo là nó không nông vị trí phải lo lộ để miễn bản nhá chỉ ở cha đây mình ai nhẹ để tây nam một triệt thị bản hỡi person na ba
bản nhà bậc cô tham mà đam một bịp thiệp smile chỉ môi nắng bẹ riết ở ra rồi bao dương cứ bẹ bột óng nó còn bàn thì cho ta bản nhà để ở cha nắng cả miền chủng bộ bẹ óng không bẹ đấy bẹ bột óng tra đằng đầu sập bàn nhục bột háu như có bản nhà nắng miền mình toàn bàn tra đằng còn miền bản nhà đầy chẳng xong anh nội thái người ta chui vì sạch chỉ nên là không sống nuôi mà rồi đọc buồn đi đầm bay bàn chia cái tệ không cả sắp cả bản nhà phòng đài sống để môn vì sạch chỉ nên bà bất bình hà tha đã chấm rán tệ thông thần năng bản nhà rư bản nhà rồi bà bà mà po được sạch đi cứ bây giờ sắc xa bị bộ vật rồi bà ông tới cứ ព្រះអង្គមិនមែនមានប្រាជ្ញាឃ្លាវខ្លាមានបញ្ញាអស្ចារត្រឹមតែពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនេះហើយប៉ុណ្ណោះទេគឺតាំងពីព្រះអង្គនៅជាគិរីវាសម្លេះព្រោះកាលដែលនៅជាគិរីវាសព្រះអង្គទ្រង់បានរៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងហើយចេះដឹងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញចេះដឹងយ៉ាងម៉ត់ចត់តួយ៉ាងដូចជាចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាផ្នែកខាងខត្តយៈធម៌ណាណា ណាធរជាខ្សត្រត្រូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដោយមិនដឹងខ្លះហើយនឹងគតិលោកដតីដតីទៀតជាច្រើនដែលព្រះអង្គបានរៀនសូត្រណាដូចជារឿងដំណើរថាកាលដែលព្រះរាជបិតាបាននាំយកព្រះអង្គឲ្យទៅរៀនពីសំណាក់របស់អាចារ្យវិស្វាមិត្រណាណាអាចារ្យវិស្វាមិត្រហ្នឹងគឺជាអ្នកចេះដឹង ហើយព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានរៀនសូត្រចេះដឹងរហូតដល់អស់ចំណេះវិជ្ជានិងពិគ្រូណារៀនសូត្របានចេះដឹងព្រះអង្គទ្រង់រៀនចេះដឹងស្ទាត់ជំនាញទាល់តែអស់ពិគ្រូហ្នឹងរហូតដល់ចេះវិជ្ជាបាញ់ធ្នូវិជ្ជាបាញ់ស្នាហ្នឹងពូកែទៀតផងរហូតដល់ព្រះអង្គបានឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងសម្ដែងឲ្យប្រកាសនៅក្នុងពពួកញាតិនិងមានរាជកុមារដទៃទៀតជាច្រើនដែលបានចូលរួមនោះគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រៀបធៀ
ងស្រុកទេយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងយ៉ាងច្បាស់លាស់នឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដតីដតីហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានយល់ព្រះអង្គអាចទាញយកនៅសេចក្តីទាំងអស់គឺការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ស្រុកទេហ្នឹងមកដើម្បីសម្ដែងធម៌វិសេសទេសនាទៅដល់ពពួកសត្វហ្នឹងយ៉ាងអនេកបរិយាយបានទៀតផងលុះតែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌វិសេសហើយឈ្មោះថាជាការបន្ថែមនៅបញ្ញានៅក្នុងផ្លូវបរមត្ថណាអញ្ចឹងយើងអាចបែងចែកបានថាការដែលព្រះអង្គចេះដឹងអំពីខត្តយៈធម៌ព្រះអង្គចេះអំពីសិលសាព្រះអង្គដឹងអំពីវិជាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ប្រទេសហ្នឹងគឺជាចំណេះដឹងផ្នែកខាងលោកយៈប៉ុន្តែក៏ជាចំណេះដឹងដែលគ្មានក្សត្រណាមួយគ្មាននរណាមួយអាចដើម្បីប្រៀបផ្ទឹមព្រះអង្គបានទេព្រះអង្គរៀនចេះពីអាចារ្យវិស្វាមិត្រនឹងតតទៅអស់ចេះបាញ់ធ្នូចេះថ្លែងធ្នូអីជាដើមប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយឈ្មោះថាព្រះអង្គបានបំពេញនៅបញ្ញាបំពេញនៅចំណេះដឹងមួយទៀតគឺផ្នែកខាងបរមត្ថឲ្យរឹតតែចម្រើនច្រើនឡើងមួយជាន់ទៀតបានជាព្រះអង្គនឹងមានប្រាជ្ញាញាណនឹងគឺយ៉ាងឃ្លាវខ្លាមានប្រាជ្ញាយ៉ាងអស្ចារ្យណាសូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយព្រះអនុថេរអញ្ចឹងបើនិយាយពីបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គយើងគិតពីការចេះដឹងជ្រៅជ្រះវិញគឺមិនចាំបាច់ចំពោះតែការត្រាស់ដឹងទេគឺបានន័យថាព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលចេះដឹងឆ្លាតឆ្លៀសយល់ច្រើនមកហើយតាមរយៈគ្រូដូចជាគ្រូអាចារ្យវិស្វាមិត្រដែលព្រះអនុថេរពិពណ៌នាមបាញ់មិញនេះហើយការត្រាស់ដឹងទៀតនោះគឺលោកជ្រាបច្បាស់នៅលោកកធរតែម្ដងជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកតែម្ដងជ្រាបច្បាស់នៅ10000លោកធាតុតែម្ដងក្នុងការត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺបញ្ញាហ្នឹងគឺចំពោះបញ្ញារបស់ព្រះអរហន្តព្រះអរិយបុគ្គលជាន់ខ្ពស់ដែលលោកអាចជ្រាបដោយលោកមានវិជ្ជា3វិជា8ចរណៈ15អីចឹងណាដូចដែលយើងធ្លាប់សូត្រ
bằng bật niêm vị trí trả nợ sam pan nào chẳng đang đang dừng triệt cho bài hát trong đây là vấy đề pe đề pre sama samput bồ đồng kru bồ đồng ban trả đằng thế mình men ban đây thập ông chi chưa mà nút đây tụm lông mul tế ban màu bù hai ban che tế cứ ban đây tha bồ đồng ban yul ban che đằng chưa ra hơn ban đây tha yul ban dễ pi chấm này vĩnh cứ tha lơ ông mà nút từng lại được không bị phục lục năng phong đại thành công cả nọ à lần này một chỗ đó sủng nuôi ti mùi rối đập pram bệ hạ nụ thai đồng biên là dụ tớ bệ sầm á sầm put dương này đại bảo ông ban sang put nuôi ruồi hơi ông ban sang put nuôi bùa chia pháp chiết ruồi hơi tớ bệ ông sway rok ca tra đăng chia bệ put năng đào ở bài ở vây khắc không ca sway rok đồng bấy ban ca tra đăng nấu anh nút ra sầm á sầm put nhiên sầm bệ hạ nụ thai vị sai chân nia បព្វព្រះមហាថាដល់ចម្រើនក្នុងឧបាយនៃការស្វែងរកនៅការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់សាងប្រភ្នោះរួចហើយព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅកាន់សំណាក់របស់អាចារ្យពីរនាក់ណាគឺទី1ឧតកៈតបស់និងទី2អាឡារៈតបស់ដែលមហាជនគេរាប់អានតបស់ពីរនាក់ហ្នឹងថាជាគណៈអាចារ្យដ៏ធំឬក៏ហៅថាគណនីអាចារ្យណា គឺជាអាចារ្យដ៏ធំនៅក្នុងសម័យនោះដើម្បីសុំសិក្សានៅលទ្ធិសម័យដើម្បីលបងមើលឲ្យឃើញថាជាឧបាយនិងឲ្យសម្រេចដោយប្រាថ្នាឬទេការដែលព្រះអង្គទ្រង់សិក្សាអស់ចំណេះដឹងពីគ្រូទាំងពីរនោះហើយទ្រង់យល់ឃើញថាមិនមែនជាផ្លូវនៃការបាននៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណទេទើបទ្រង់ចេញអំពីសំណាក់របស់តបស់ទាំងពីរនោះយាងទៅទៀតបានទៅដល់ស្រុកឧរុវេលា ប្រទេសឬក៏ហៅថាឧរុវេលាសេនានិគមដែលជាទីសបាយជាទីរីករាយនោះហើយគួរជាទីតាំងនៅនៃសេចក្តីព្យាយាមទើបគង់ធ្វើសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងទីនោះដោយទុក្ករកិរិយាទូលមានព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងអស់រយៈកាល 6 ឆ្នាំដោយចេញអំពីផ្លូវត្រូវមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីបាននៅពោធិញ្ញាណទេក៏ទ្រង់ផ្លាស់ចោលដោយចេញអំពីផ្លូវនោះទៅហើយរិះរកផ្លូវថ្មីទៀតដោយមិនរុញរាដោយមិនលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមទេក្នុងទី ណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ចេញប្រភ្នោះរហូតមកដល់ពេលនោះគឺគ្រប់6 ឆ្នាំទើបព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺយល់ជ្រាបច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង 4 សូមព្រះមហាថេរបស់អង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុណាអញ្ចឹងដោយឧបាយយ៉ាងនេះដែលព្រះអនុថេរបានបញ្ជាក់បរិយាយទៅដោយរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះ បរមពុរិស័ទកើតដែរព្រះអង្គបានស្វែងរកដោយឧបាយជាច្រើនដើម្បីក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅក្នុងសំដួល116ថាតើកាលព្រះមហាបុរសជាអង្គម្ចាស់នៃយើងនេះព្រះអង្គទ្រង់សាងបព្វជិះហើយតើព្រះអង្គគង់នៅទីកន្លែងណាដែលព្រះអង្គសាងបព្វជិះហើយនឹងតើព្រះអង្គគង់នៅកន្លែងណាហើយព្រះអង្គមានសោយអាហារដែរឬទេហើយបានទទួលពាក្យប្រាជ្ញា របស់នរណាខ្លះដែរឬទេអញ្ចឹងសូមព្រះអនុថែជួយវិស័យជំនាញនៅក្នុងសំណួរទី116នេះសូមនិមន្តបព្វព្រះមហាថែដល់ចម្រើនគឺក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសាងបព្វជិះហើយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងអនុពយ៉ាំភវ័ននោះហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនសោយអាហារនឹងអស់រយៈកាល 7 ថ្ងៃគណៈលុះថ្ងៃទី 8 ទៅព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុង ក្រុងរាជគ្រឹះហើយព្រះអង្គបានទទួលពាក្យប្រាជ្ញារបស់ព្រះរាជាមួយព្រះអង្គគឺព្រះបាទពំពិសារាជ
Thà bà sân chìa bà ông bàn trả đăng hái xông ai bà ông giếng từ bà đó bà bàn bàm bì xà nắng môn kê cái nà xông bà mạ thái bà ông đi môn chìa. Nà xà thụ chẳng ở vây đầy bà ông trung giếng từ khăn ông cà nốt cứ chuốc chùm môi nắng bà bàm bì xà hay tam rương ra đò bư xà đá nhiệt nhôm chơi chỗ từ xà đắp nè khăn ông bà vọt bà bàm bì xà riêng ໃນក្នុងប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធរបស់សក់ក្នុងភាសាសាសនាព្រោះបើនិយាយពីយើងហៅភាសាសក់ថ្ងៃគេហៅថាញោមធေါ်បើនិយាយពីព្រះអង្គមានញោមធေါ်គឺក្នុងកាលនោះព្រះអង្គបានទទួលញោមធေါ်គឺព្រះបាទពុទ្ធបិសាសនៅតែម្ដងហើយយើងនិយាយថាអញ្ចឹងថាញោមធေါ်ព្រោះកាលនោះព្រះបាទពុទ្ធបិសាសពេលដែលឃើញអិរិយាបថរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ពេលដែលលោកនិមន្តយាងទៅបិណ្ឌបាតហ្នឹងឃើញអិរិយាបថហ្នឹងស្រឡាញ់ហ្មងជួបភ្លា
bọc quạt để ban làm pin biệt đặt để chiết mà ở chuột bẹ sao mà sắm bột hay ở chuột môn cái hay nâng ban từ túa bẹ bột mà bọn nông niêm chỉ cồn tái mình men chỉ cồn bằng cờ chẳng dừng vậy đội phía xa sắm ngay tại đội cồn thô hay nâng nhôm thô chẳng hay là hốt đó sở bài bật tây đây và ban phong bị xa lục ban chụp chủ môi nâng bẹ bồng bột để sát không cá nó lục sở bài bật tây tăng pp nâng mau tham sừng khâm thà cồn nhóm nâng ban tra đăng chia bộ bớt hái nâng ban mô sầm đài thô pro nhom bằng nâng ban môn kê khăn cả nô sờ bài bờ tây hai lục mơ cả lái nát đại lục sờ bài sập bờ tây hà tây chiên kê nô khăn tức đây là bao đi chỉ cứ bao lục nâng miền tây khăn cả nô cứ miền tây bờ về là hoàn tê lục sầm máy tốc hai sợi lục thả pê nát đây bộ phút chỉ ăn mà cha chỉ côn bạc quạt nè nâng ban tra đăng quạt nâng sang ở ra mũi thoái nâng khăn bờ về là hoàn nâng ai chia cả lái đại lục sờ bài bờ tây chiên kê cả na được không cầm pi để cá và chè ta và bàn phẩm xa lục pena lục hà thà ọp sọc và tây được còn miền bị bắt lời chết ấy năng lục tay anh té chỗ tứ đây về là hoàn năng ai tập bay cả nay chỗ tốt tục tầng ba mát cứ tay để sạ sàn không pe để lục chỗ tới không đây về là hoàn đằng chẳng ấy bây giờ kịch tới không cả nó dây pi nhôm bao vỡ nhôm thơ nó cứ để bàn phẩm xa năng ai để đầm bông kê năng ai cứ hà thà chỉ côn pin pin mọt năng hay phổ biến cho ông chắc có prom từ tuổi lăng tha không cả nốt và sân chia cả tra đăng được bao phổ biến cho ông ruồi sạch bạch hay sầm đai và thóp pro pro bạt phong bị xả chẳng thôi cả đời dịch đây ở trăm men chỉ chạy đòn tê là không cả sầm xăm ba đồng mây được bao phổ bạt phong bị xả nó mà men chỉ rương chạy đòn tê cứ lộ xăm ba đồng mây du hai không pe đấy bàn chua phổ biến cho ông không cả nốt nốt chẳng là không sầm nua bẩn tỏ về Hà Nội Thái sầm nua ti mở rối đọc làm pi hạt tớ bè sama samput bồng bạc rú cả nơi chia bè bồng po để sẵn nọ để cầm pung thưa tục khả kệ để già nọ tớ miền đàn na khla nơi bồng rau bồng cả đời bồng thưa tục khả kệ để già sầm vị sai chân nè bà bật bè mà hà thái đòi chấm ran cứ miền côn priem pram nè nơi bồng rau bồng nóng thì mỗi cứ anh nhà còn đại nhẹ thì pí cứ vập bạ tỷ bế phật tử dạ tỷ bấy a sĩ trị nâng tỷ bốn hà niêm nâng tỷ tám phật tử dạ cái là anh nhá còn đại nhẹ muối phật tử dạ muối và bạ muối a sĩ trị muối nâng hà niêm muối là tam pram bọn nâng ai cứ chỉ nè nơ bẩm ra bọn tăng bị bọn phơi tốc cả kệ địa sông pram hà thái niệm môn tri hiệp xa thục xa thụ nụ thải chẳng bàn đây thàn nẹt đây bẩm ra bọn không cá nó miên tại pram nẹt thì pram nẹt nó đâu chọp tại mà đòn mà miên bàn đây thà du du mà đòn bàn đây nó chọp cái tớ bẩm mối nắm á nhìn nhôm nó chọp đôi chia cao đài nhẹ đôi chia hà niêm a sĩ trị và bạ phò để dễ ấy chẳng bàn đây thà chọp tại mà đòn bàn tay không cá nó trong ở cai đầm rơi nhiệt nhóm đại chỉ nẹt cù cùng đủ không ca đại bẩm ra bỏ nó mình bén toàn bàn pập chia tê toàn bàn bu hay tê cứ bằng giấy tới ta còn là tăng chất than năng sỉa pẹ bong chỉ po mình miên bong chỉ po đây đôi thà dùng giấy đây đôi bảy kha đôi ấy một tuần đọc luôn ấy chẳng hết này thà ao chỉ pập chia tê đó ăn miên tê không ca nó nhưng chẳng nẹt đằng pram nẹt đi cứ chỉ nẹt qua bẩm ra pẹ bẩm po để sát không ca đại bọn thơ tục khả kỳ rìa như này chẳng được khả nông sùm nua bọn to nó khả nông sùm nua ti đọc bầm bay
ព្រះមហាបុរសនៃយើងគឺព្រះបរមពុរិស័ទពេលដែលព្រះអង្គចិត្តនឹងត្រាស់ដឹងតែម្ដងតែនេះតែចិត្តនឹងការត្រាស់ដឹងតែម្ដងតើព្រះអង្គបានសុបិននិមិត្តមានសុបិននិមិត្តអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងពេលដែលមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហេតុបញ្ជាក់ថាការត្រាស់ដឹងនោះតើព្រះអង្គសុបិននិមិត្តឃើញអ្វីខ្លះសូមវិសេចនីតាមការគួរ បព្រះមហាថាដោយចម្រើនគឺព្រះអង្គទ្រង់សបិននិមិត្តឃើញ5យ៉ាងទី1ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាទ្រង់ផ្ទុំផ្ងារនៅលើមហាប្រតិពីហើយព្រះសិរៈគឺប្រកែករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងកើយនៅលើភ្នំហេមពាន្តប្របាទទាំងគូរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺចុះសណ្ដោកទៅកាន់មហាសមុទ្រខាងទិសតាក់សិនហើយប្រហោះខាងឆ្វេងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹង ខាងឆ្វេប្រហោះខាងស្ដាំរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺសណ្ដោកចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រនៃទិសបច្ចឹមចំណែកទី2គឺព្រះអង្គទ្រង់សបិននិមិត្តឃើញថាស្មៅចិញ្ចៀនដោះចេញអំពីព្រះនាភីឡើងទៅដល់រហូតដល់ទៅនឹងទូលាការហើយនឹងទី3គឺព្រះអង្គទ្រង់សបិននិមិត្តឃើញថាដង្កូវដ៏ច្រើន មានខ្លួនសមានក្បាលខ្មៅវាឡើងពីចុងប្របាទទីរបស់ព្រះអង្គនឹងដរាបដល់ព្រះអង្គសាដល់ព្រះជង្គាហើយទី4គឺព្រះអង្គទ្រង់ឃើញនៅសត្វបក្សី4ពួកដែលមានសម្បល់មានពណ៌និងខុសៗគ្នាហើរអំពីទិសទាំង4មកក្រាបទៀបព្រះបាទទីរបស់ព្រះអង្គ ហើយត្រឡប់ទៅជាមានពណ៌សទាំងអស់មានពណ៌ដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងទី5ត្រង់ឃើញថាព្រះអង្គយាងចង្ក្រមនៅលើភ្នំលាមកដ៏ធំតែព្រះបាទទីរបស់ព្រះអង្គគឺមិនប្រឡាក់ដោយលាមកឡើយនេះគឺជាមហាសបិននិមិត្តទាំង5មុនពេលដែលព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងសូមព្រះមហាថាយនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថាយ ខ្ញុំបណ្ដាបានស្ដាប់ហើយចឹងសុបិននិមិត្តនេះយើងចំណាំឃើញនៅក្នុងគំនូរទាំងគំនូរណាញាតិញោមចូលទៅព្រះវិហារដល់ច្រើនទៅព្រះវិហារនៅប្រទេសយើងច្រើនសិតតែគូគំនូរហើយឬតាមសាលាឆាន់អីក៏មានដែរដែលមានរឿងរ៉ាវខ្លះហើយការគូគំនូរនេះក៏មិនមែនជាការគូដោយជាធ្វើតគ្នាដែរទេតាមពិតនោះការគូគំនូរនេះ សອບបញ្ជាក់ថាឧទាហរណ៍ថាញោមញាតិដែលចេះរឿងពុទ្ធប្រវត្តិចឹងឯងចេះចេះបន្តិចបន្តិចចឹងឯងឧទាហរណ៍ស្ដាប់បន្តបន្តទៅឮអញ្ចឹងឯងដល់ពេលយើងទៅវត្តយើងឃើញហើយឃើញរូបព្រះអង្គសឹងសដោកដៃសដោកជើងណោះញាតិញោមឃើញហូបគំនូរហើយគេគូរវងមូលមួយមួយនោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាពុទ្ធនិមិត្តនៃការសុបិននឹងមាន5យ៉ាងនឹងចេះចេះទៅ ដល់ពេលយើងស្ដាប់ហើយយើងទៅមើលហូគំនូកើតចិត្តជ្រះថ្លាអូរឿងហ្នឹងចឹងបើសិននេះយើងអត់ដែរស្ដាប់អត់ដែររៀនអត់ដែរបានអានហើយយើងទៅឃើញគំនូរបស់អត់យល់ទេចឹងឯងចេះឆ្ងល់ថាកាលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនៅតូចតូចចេះឆ្ងល់តែចុះនំគ្នាគូអញ្ចឹងតែអីគូរឿងហ្នឹងអីកាលទៅបោះទៀតបោះជាលោកនេនទៀតបោះទៅចំពេលព្រះហៀនៅវត្តស្រុកខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងទើបតែចាប់ដើមធ្វើនេះគឺ ចាប់ដើមគូគំនូហើយគូគំនូដំបូងកាលនោះគូគំនូពុទ្ធអង្គលោកយាងចុះពីជិនដើរកែវនៅវត្តវេលវ័នណាណាចូលទៅព្រះទៅគំនូនៅខាងជើងជាងខាងជើងហ្នឹងហើយគូអត់ដឹងមុនគេហើយអត់យល់ទេត្រូវទៅបោះអត់យល់ទេព្រោះគូនឹងរឿងពុទ្ធតែប៉ុណ្ណឹងរឿងអីទេព្រោះទៅចូលមកបោះនៅលោកនេនហើយអសអានរួចទេបើបានអានរួចយល់ខ្លះអត់អីទេជាងគំនូគូអញ្ចឹងទៅសួរជាង ថាញោមចុះមិនបានព្រះអង្គចុះពីចដើកែវមកចុះពីចដើកែវហ្នឹងមកមកដល់ថាមនុស្សហ្នឹងតើចុះមកកាត់ប្រមាណខានអីចឹងណាហើយគាត់ថាចដើហ្នឹងគឺគេលោកដែលចុះមកគឺចុះពីតានតាវត្តឹងមកដល់ថាមនុស្សហើយសួរថាចុះអាចដើហ្នឹងកាលពីសម័យហ្នឹងមានចឹងមែនទេញោមហ្នឹង ដឹកគុនមានមែនគេធ្វើតឡើងរហូតដល់តាវត្តឹងហ៎យើងក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ឯងជឿគាត់មកអូមែនណាចាញោមឥឡូវសម័យឥឡូវមិនម៉េចបើចដើកែវហ្នឹងបើធ្វើឲ្យគេដោះទុកឯណាឬក៏មិនម៉េចកាលនោះគេតមិនបានដល់តាវត្តឹងគាត់ចេះតែនិយាយពេលថាគាត់និយាយលេងសើចមួយយើងក៏មិនដឹងហើយយើងក្មេងស្ដាប់ហើយ
tới chỉ chẳng tới chỉ vô là ô cái tao bị tao và tăng một đo tham lúc đang phẩm an của lô thế hay cái thôi chỉ đã xong mấy cái nó hay đang thay chẳng na chết là sao mai chứ trăm mà hướng đang bôn kể trăm hướng đang thả chiên phèm chẳng tới chỉ rước đó đo nó không khô bà chẳng bà ta pe kha nhiệt nhôm để miên khmê nhá cô chào dương để xua rương ra của phút á không phèm ơi khô chẳng ta phải học khô hơn chăng à khô các ba nó chăm môn cái à phố khô các ba là không mấy đôi chờ cái đá so chẳng nó nhẹ nhõm đôi cái đá so chẳng rồi đại phim cứ lạ phim mà hay lạ chọn du tiệt chẳng đôi trong đàn ba phim nó lộng lên chẳng đại phim chẳng chọn chẳng mà xua hốt đó và anh đang mấy bạn bay khiêu và anh đang mục khiêu ấy chẳng tư hay chiến nó có thắng và anh sọc và anh sẽ khiêu trong cứ mục của khiêu ấy của khiêu đây à hay chơi dây lên sao vậy chơi cho anh đăng hướng ra đang bật của con để hay quát chơi tập dây của play lên bây giờ tại giữa con đăng hướng thà con dây mạch của con chiên cù cũng nấu cái tập cú bài cho bao bọc qua đây chẳng vô là chẳng chẳng mà ta pê khá nhôm nhôm phép mấy vô đăng hướng chẳng dương phép nè hay chìm xét ta đòn mơ rụ cùng nấu tam về hia tam sẽ lại chẳng dương đập hơi chẳng tới dương tổ mơ rụ cùng nấu năng à lâu bây giờ nội thái phải chạm bánh mấy nông sùng nuôi rồi đập bầy nắng thá sổ bân thì mất miền pram hay sổ bân thì mất miền miền pram và ca nắng muốn ca ta đang bẩn tịnh này ca sổ bân thì mất đang trắng miền hai miền phê đây chẳng na nội thay đều đoàn bảy mấy nhà lớn ít cho sổ núa thì đọc một buồn thả tớ ca sổ bân thì mất rồi bỏ bre bỏ rộng bộ để sát muốn ca ta đang bẩn tịnh nắng tớ chia bọc bẹ nỉ mất play khnê đôi mặt đầy khla nông ca đây sổ bân thì mất tiếng pram và ca rồi bỏ ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាយើងក្នុងការនោះសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិស័យជនីបាទពុទ្ធព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើននៅក្នុងសបិននិមិត្តទាំង 5 ព្រះសិរៈគឺប្រកែរបស់ព្រះអង្គនឹងដកើយលើភ្នំហេមពៀនឬក៏ថាមានភ្នំហេមពៀនជាខ្នាយនេះគឺជាពុព្វនិមិត្តណាបាននៅខ្នាយពលគឺសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញានឬក៏សัพពញ្ញុតញ្ញានរបស់ព្រះអង្គការសំដោកព្រះហោះនិងព្រះបាទចោះទៅក្នុងមហាសមុទ្រនោះគឺជាពុព្វនិមិត្តនៃការសំដែងនៅធម្មចក្រ កបវតនៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ពពួកមនុស្សបានជាប្រយោជន៍ដល់ពពួកនៃទេវតាទាំងឡាយហើយការផ្ទុំផ្ងារនៅលើផែនដីគឺជាពុព្វនិមិត្តនៃការបានដាស់នៅសត្វឬក៏ដឹកនាំនៅវេនយសត្វដែលមានមុខផ្កាប់ចុះឲ្យផ្ងារឡើងមកវិញទៅដោយការឃើញនៅអរិយសច្ចធម៌ កិរិយាផ្ទុំបើកព្រះនេត្រគឺជាពុព្វនិមិត្តនៃការបាននៅទឹកបច្ចៈខុដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គដឹងអំពីចុតិដឹងអំពីបដិសន្ធិរបស់សត្វនៅក្នុងត្រៃភពនឹងឯងការបានឃើញនៅពន្លឺដរាបទៅដល់ភវៈកព្រំគឺជាពុព្វនិមិត្តនៃអនាវរណញ្ញាណ មានន័យថាជាពុព្វនិមិត្តនៃការបាននៅញៀនដល់ជ្រាលជ្រៅដែលមិនមានអ្វីមកទើសមកទាល់បានព្រះអង្គចង់ដឹងនៅអ្វីចង់ជ្រាបនៅអ្វីក៏ព្រះអង្គបានដឹងបានជ្រាបនៅហេតុទាំងឡាយនោះណានេះគឺជាអនាវរណញ្ញាណទី 2ដែលព្រះអង្គទ្រង់ឃើញស្មៅចិញ្ចៀនដែលដុះលេចអំពីព្រះនាភីនោះ គឺជាពុព្វនិមិត្តសំដែងនៅអត្ថង្គិកមៈទាំង 8ដែលមានសម្មាទិដ្ឋិជាខាងដើមសម្មាសមាធិជាខាងចុងទី 3ទ្រង់ឃើញនៅដង្កូវដែលប្រែខ្លាយនោះដែលប្រែខ្លាយប្រែកាយដង្កូវប្រែកាយនោះគឺបានជាពុព្វនិមិត្តនៃបរិស័ទទាំង 4ពួកគឺភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសក ឧបាសិកាដែលដល់នៅត្រៃសរណគមស្មើដោយជីវិតរបស់ខ្លួនទី 4 ត្រង់ឃើញនៅសត្វបក្សីទាំង 4 ដែលមកអំពីទិសផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយមកដល់ទីប្របាទីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏
prai khlai tới chi miên pô đôi khnia tằng ơ nô nô cứ chi popa nimit nei tracol tằng 4 cứ khnông samai potakal cứ miên tracol 4 tracol khatya tracol priyamana tracol sotra nang tracol vesya na cứ chăng bạ say để mau tằng 4 tư nô cứ chi popa nimit nei tracol tằng 4 nang ai hay để cho mà tia và ba tia rồi ba và ông nô cứ miền này thà tra câu tặng bu năng ai để cho mà bu mà và bật nơ bầm bị chạy để dạ thoa tam vì nấy để bỏ ông trong sầm đáy bỏ ông trong đặc nòm tì pram trong khơi tha bỏ ông chẳng cấm nâu lơ phnom liềm mũ mũi đỏ thầm bàn tay và ba tia rồi ba và ông năng ai cứ ăn miền chuột đòi liềm mũ tì cứ chia bóp bẹn thì mất nay chạy tàu phải trái đai là cát láng đòi bỏ ông và bố cứ bên đây thả p đây bỏ ông ban tra đăng hai phải chạy buôn chạy vợ đã bận ở ba sơn na kỉ liên là phê sự chuyện nâng bỏ cát chè cao đòi bo rồi bố đòi bỏ ông mình chạm bạch khoai khoa bỏ ông ăn miếng khoa khà tê là cứ nâng cao miên tập đo bỏ ông bàn tay bỏ ông ăn miên cho chuẩn bị nó không phải chạy buôn nâng tê đối với ba tia là bỏ ông đây thả cho ăn lơ liền mụ hái cả bàn tay bỏ ông ăn miên ăn miên chuột liền muộn nồng trường nồng tề cứ bóng trung cung à sai nâu phải trái buôn đai bảm hà sát đai sạt thay cả hạt bật đây đai bò để sát đang bôi chia đai bóng phần tay bóng ăn miên chuột chuẩn bẹ nồng nóng phải trái buôn nồng tề nè nấy cứ chia bọc bẹ này mật mùi đỏ cha nè sầm rạp bóng đai muộn nồng bóng bàn tra đắng ấy nấy nè chân nhom bạc cả nà sầm châu ruộng bò sai phần này sầm bảm hà thái bóng này muộn chi sa thục sát thục như này nhiệt nhôm bờ sân chia miền ở ca ai chờ sắc xa dù đăng pi chấm lại mùi ní và thám rất rừng tại bờ xa pro sầm rạp khi chúng ta tham gia trong pi bóng bờ nơi còn hay ắt thịt bài ở chợ lớn sầm nuôn ở chợ lớn tiền tại còn tại chia hết chia chấm nói cần lư, sầm khán đầm bấy áo nhôm nhôm bàn dù đội nước nông, bộ phận này mất đường đào chừng cầm lư phun lư muộn chẳng, cả đào chừng cầm lư phun lư muộn rồi bỏ, cả sầm bận mất rồi bỏ phục vụ cho ông cha con ông cả nó, bây giờ ngặt dù lắm, giờ chúng ta tha cho cả lại mặc cả cốt, mấy con mình tới sầm bận mất mình tới đào chừng cầm bay tới chỉ cù rụ tới lư phun lư muộn tới vinh, nhớ ngặt dù lẽ và tại tam bất khả năng nấy lục bạch chạ thá mẫn cho chủng bẹ đào cương amisạ tiếng lai vậy chẳng tại thà cương amisạ tiếng lai miền lip sạ rạ miền bạch chạy buôn nhé miền rồi bò xem tiếng amisạ vật thụ tiếng lai đôi chi về luôn tới thà chỉ lip chi tập sủng bát rồi bò manu lục nắng ao tệ chết bọn ở chọp chết là không nắng cứ mình ai chọp tề hãy lục triệt thiệt thật đối chiếc nôm liền muộn chẳng này cái nhé ca phải chạy ăn thì bài gì cái đây tròn đấy nhá sau mình chạy thật tập sầm bạch tặng ở nắng ốp của má từ nắng liền muộn chia rồi bỏ để soi cái cục là ngài hãy rồi bỏ để soi cái cục hãy hãy đấy ban tha từ chia rồi bỏ nó vừa từ soi cái cục hốt thì ho nó không phải bạch cho bọn nàng chẳng mà đối dưỡng về khác để xa tề rồi bỏ nắng sốc chết phơ à cọ sốc chết phơ ẩm phơ thao tiệp nè đầm bấy tái ban liệp giả cả nè chẳng Obama liệp giả cả nắng tới chia lì muộn pro ấy pro mà đô lô thằng lái là không nông niêm chìa thổi chuẩn cứ tay tay lụa vùng vế này xa tay liệp giả cả nè ngay tập sầm bát rồi bỏ nè ngay phơ cuột phơ chia phơ chào phơ ẩm bơ xem để cái prà chua lấy chẳng kia tới ai làm bấy tới liệp sẽ cả đại bán của Phật ông lục sơ bần mật hai được chứ này được không ông tham mật tế sanh độ bỏ khi ông nào tham ái tiếng pi bỏng cả lòng mốc chấp tăng pi năm pi bòn đập máu được không ông pi bòn đập môi đập pi đập bấy co miên thọp sầm đại đại đời sẽ cái đấy phước đa phần tai mình đăng than được không ông lấy riêng ti bỏ màn ti pro ấy nước nông YouTube ní khi ông đạt mà phép có bán bằng ho upload cho tới nông lệ riêng vì khai
môi khải pi khải bay khải buôn hôn đó khải đọc pi trong năm pi pon đọc mùi nằng hay nâng miên bật to tiết và ai sẽ đập tới ai bạc sai ăn khá nâng ở miên ca ở bật cha vì sai chuyển ní á khnía tệ tơ ông rương sủng nu ở nằng chưa đái na phù cá nó dương vừa ăn miên ai đọc bọt tầm nơ bay tê nè cả nó thọt cả sai thọt cả sai đôi cá vì môn dương thọt cả sai mà sai ăn nâng cả sai thấy cua ở sau sẽ đai để sẽ ăn nâng vừa khôi cho chưa đa hơn bùa bởi dương cực tơ vừa buôn pram kẽ cả là cả sai hay mình ban chùm lon chua lại tục tơ vừa tơ tật vừa tơ ấy tơ khôi sẽ ăn nâng chỉ tu tơ sẩm đẹp sẽ ăn sẩm lên thôi để tết na hơi cũng rõ nữa đầm bay tục cháo cứ sóc chất vô mau nè đó sẩm máy kia sẩm nơm trắng vô mà tục cháo nó không ở YouTube tử rứa có vô mau tục trao là không Facebook từ hay Tesla đọc cho nam môn chiên đọc cho nam môn vô mà đỏ lâu nếu ta thôn nó từ số máy cà chiến địch ở khó tề bản thân tha cả nó dương với ở toàn che à thọt sầm lên thọt ấy nó nít che từ mình nhé che từ côn mình nhé thọt côn mình nhé ấy chẳng tới đầu du tới à sầm lên còn lưu vòng sâu lõ sầm lên thom đá bản thân dễ nó luôn ngủ ngủ ở sâu bờ ruộng mình học vừa làm lễ đó còn ta sợi ạt nữa với ạt sư chụp ba lọ phần tay mà chôn một năm pi pon đập môi máu cứ sợi ạt nữa miên record này bạn này tham miên đập thọt rồi lấy lưỡi chụp ba lọ này bạn này pi pi pon đập cho thật khó cứ thả trao lọ là buôn trầm cái hay nhận nhôm sẽ đào na sẽ đài sợi ạt sầm lấy nâng sẽ đài mình tên đài lọ hay đài mình bàn để xa tốt gọi bàn lọ phần tay pi pi pon trong pi pon đập một đào là lâu đấy cứ sợi ạt rồi sầm lấy chẳng ó cứ nâng miên chẳng ó cứ bạn này thả bị khai và mán có nâng miền đài chẳng bàn tay nhiệt nhôm nơi khéo bật tê cái đấy nơi không bật tê cái đấy chết tê chọn xong mà copy vô chia sẻ lên cho tư tầng mà bạp thả lời ní bị bạc mà copy nhôm cho tôi không ở YouTube tư sẽ đập tư nhưng ai miền tầng nơi không channel đài chia play ca bọc dòng nà mà phim đó cứ miền ca upload cho tôi tạm khai này mùi này mùi hay mình bắt thôi mùi nà thế nó không là cả để sầm đài hay tạm tè nhiệt nhôm mấy quả trái đấy cả nó thì còn đập đập môi đập pi nắng những cái tới mà ngày buôn trầm cái đấy nè nhưng ấy trái này chẳng nhiệt nhôm để lọp sẽ đập ai đó anh trong mưa khai mùi khai pi rồi khai bay năm pi còn đập môi cả nắng bôn tè hay đây nơi ná chồ hồ tao không khai năng tây nhôm nè ai chuộc sai ạt thò tham ác chăm ở đấy bộ nè tế về chả ăn đại dù làm đại hơi ta về sau sầm lì chả ăn chăng đôi chả rương sầm bận mật năng đôi khi anh chăng ta tại sập phong ta tại mà mơ ru cùng nú bằng việc đang thảo lẽ cả nào vì sai chăng ban kỳ cô ru sầm bận mật tiếng pram bạc cá để chia sầm bận mật rồi bỏ bảy hàm hà bồ rót bồ tát ông môn ca tra đăng rồi bỏ bảy ông năng phong lấy cho mau sầm nua ti mở roi mở phầy tại Hà Nội thay đập miền này yếu nực nóng mà ha sụp bắn chẳng trầm năng ạ tớ để rìa bờ rọp bánh mình đi để đủ thay rìa bờ rọp bờ rương sụp bắn lơ phnom lửa mũ rương sắt chẳng lai mau bị tư chẳng buôn mau ấy chẳng tư bà ông vô cả phnom vô một cao ấy chẳng tư tớ là nát nẹ tia ơi bà ông bạn bạn đằng rương rào nè miền là nát chỉ nẹ tia ơi bà ông đá bàn rưỡi cầu bóng chia đôi bóng ấy rưỡi cầu giang mạnh sầm trẻ nụ thai mệt ta bị sai chân nè bật bật làm hà thai đời chấm rán chấm nội ní tam bật tức miên đã na ti ơi bóng tì pro ấy pro bóng nở tai mũi bóng ảnh sầm bay tai pan chạ vực kỳ tàng pram rúp có rốt chào bóng bắt đầu hỏi hai bóng cung nâu nâng ưu rũ về lia xe na để côm nâng hệ cứ bỏ ăn cung nơi tài mũi bỏ ăn anh tê ẩn miên ở na nơi chật bỏ ăn tê hay nơi pê để bỏ ăn ban nâu sở bân ở mất môn bỏ ăn tra đăng lít miên ở na tê ai bỏ ăn tê tái bỏ ăn trống xoan để thán đôi bỏ ăn anh toa tê mặt đòn cứ bỏ ăn trống xoan để thán tha bỏ ăn nâng ban tra đăng nâu ở nốt rạ sở ma sàm bồ tự nhiên cái này bỏ ăn cứ trống đăng lại khuôn ái nhá ná bỏ ăn nâng ban tra đăng chia bỏ cọt ná hay bây giờ cứ thả ăn miên là na tia ấy bỏ ăn đăng được luôn ai đi ta vì rằng là tam bất bờ tô bây chia là na mà tia ấy bỏ ăn có prạ nhá mình lơ bị bỏ ăn đây cái này
rồi pro sống bay priem sống bay ở cha cứ bỏ ông ban riêng che chọc ở hào chấn bảy nhà rồi bỏ bỏ ông nâng chia chia rồi chấn bỏ ông ai son để than đòi khôn bỏ ông ai thá tờ tam sập bên là mất mùi mùi nâng thà bỏ ông cứ bật chỉ bán trả đắng chia bật 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 cọt nè đôi để bàn riệp rồi sập cột bậc ca hai nó khôn ông sập bên là mất hàng lớn nè nè chẳng khi nhom bậc ca na chia lại bên này sôm bầm hà thai nè môn chia sa thục sa thục anh út thai sa tu vô lục nè sập bờ rồi từng lại chẳng bàn đây thà khmer là nà ti ao bỏ ông ti cứ bỏ ông lục lục đăng khôn lục tại mà đong được không sập bên này mất nâng ta bây giờ mơ đường ra bỏ ông mơ ca sập bên này mất để dương chặt tục thai chia ca son để than môi thở dương cả thợ lọp sụp bắn thì mất đai nhiệt nhôm của thợ lọp sụp bắn đai mình đang tăng câu ấy sạt sập khơi nè đi sạt sập khơi nốt về khách ở đà nẵng mà cắt cổ bả đây dừng cắt luôn dương tư của bọn cắt luôn lục đây năng phần tay cả ta bảy nhà dương với đôi bảy nhà bọn phần tay sụp bắn khá và mình tới chỉ riêng bứt cổ dương cổ cua công đây đua tay sầm rập rập bút bọn lục sụp bắn thì mất ní cứ mình men miên tay bọn sầm nã cổ đóm ấy nè cướp rập bút đó môn ca trả đắng cứ tay tay miên ở sơ bắn thì mất chẳng ai tờ bạn này dương ở lớn đi vừa pê kha sơ bắn đấy cho tao một cắt chạ cái tôi lê tôi vĩnh để men sơ bắn ở tờ khơi ca trả đắng ấy để tờ cắt chạ cái tôi lê ấy chẳng tờ này ngày ngày khá để ở giữa shop đầu vật chạ men tên ở trăm bài giờ giữa shop ấy nè có khơi lan lê lan phải máu có cắt chạ này nè anh em cái này dây riêng nè ở giữa shop ngày khá để ở giữa shop khăng thế, ăn miếng sò lên mà giúp mình. Tam phết à cá ăn được sấp nó sao có phìp là ọt à? Cái này. Nãy ngày, tay tôi đập, bây là quạt ăn được sấp quạt tập khăng. Ăn được sấp nó vừa cá trên bị phìp rồi vừa rồi về dọn cá tới chiêm đào ăn ruột bảy đông đào ăn là ọt vừa được sấp ấy nè. Và đào vật chạm mình tới nó còn thà lao giờ ăn được sấp, còn thà lao được sấp xong bây tại nãy chết khang sấp nó nghe. Rồi giờ dụ cái giờ mà cá chạm đây. Sấp cái chạm ban mà cô. Chạm từ mà cô mà dù tao dù dù tao nằm đây chưa dù dù tao khó chết đang bằng từng cao văn mai ấy làm ngay chạm tôi lên tao chỉ chờ nãy ở vậy pe kha ở đường nó về miền bắc chẳng mệt nữa nhiệt nhóm sấp cắt chạm tôi lên chứ bộ chạm trâu chê kê thạc mọi ngọt nó chẳng này nãy đập pe chạm trâu bọn nó miền này ngọt tiền chẳng từ bộ chẳng nó không sủng núa thì mà rồi mà pay đi cứ về Hà Nội Thái ban tổ chè điệp đọc hay nó không sống nua bẩn tó bởi hành thái nó trắng sống nua tìm mở rối mà phê mùi ta ở bởi xa mà xa phút chí ông mà chá này dương bàn trả đăng bê đê bởi phút tự ông trúc bàn trả đăng ta ở bởi ông tụ tuôn mà thụ bà giá ẩm bí sử trây nà hãy niêng đăng mô ấy hãy chỉ côn nó bỏ nền nà hãy niêng đăng nó sọc nà nâng niêng đăng cứ bình này dũng à chẳng sống mà nụ thái mẹ ta vì sao chả nế tám cá cua nè sầm nỉ môn và sầm ao bạc côn bạc hà thái sầm nhiệt nhôm bột bò rì sát và nè chriep tẹt thông nung sầm nua mà rồi mà phay mùi nè cứ bọn môn nung bàn trà đắng á nè bàn này thà pê lưng ghế cứ bọn trung bàn đâu sầm bàn nằm mệt nè phờ la nè cứ bọn cày pì sầm bàn nằm mệt hay bọn trung sàn để than đâu sầm bàn nằm mệt mùi mùi luôn bọn hai nó có bực năng này, cái này bực năng cứ bị lâm lang năng phải ăn từ tua bán nữ mật thu bài ra, hôm pí thì đa mà nẹt mùa hào tha sậu chia tà, cái này sậu chia tà năng bự đâu ha, nhiệt nhôm nẹt can phật sa sơn năng cứ nhôm khla năng sờ lạnh mùa năng tăng vì nơi của mầm khôn ai mùa thế nhỉ, ta đó là pê nước hơi là nhôm bờ sân ở ban còn ban cồn say máu nặng đại chư mua tha sợ chia ta nặng à thì mới chư mua nặng bừa thì pi bây giờ cả tam bộ vợ nặng niếng cứ chia nẹt để ban thay nấu tiền ban thay nấu tiền môn kê bằng ó môn về bằng trả đằng cái này miền này thà còn là bọn ban từ tua chẳng han được ban niếng hái cứ cày máu nặng ăn miên từ tua chẳng han được ban nà tiệt đây cứ bọn ban trả đằng tai mà đòn nè chăng niếng nặng chư mua hào tha sợ chia ta ai dương thọ bàn sa đạp bộ vật đường rào hay để niêng thọ phơi cá bòn sơn nâu nương đầm chia đây nhé thà niêng ở bát na thà sôm ở bàn ở đây chặt thọ chia tơ câu sơn ở khnề sôm ở bàn cồn pro môn chăng sực đây bát na rồi bòn niêng bàn sầm rái chăng chăn năm p để bàn sầm rái hay niêng
thoải rõ chân tăng bình niên bàn dịch đầy dầm rãi chân chân đầy đền niên thoải khăn bê đại chúa bà rộng bồ đức sát năng cư chân chân tí đọc bổ mùi nơi cá thoải chẳng hạn riêng rõ chân nằm rồi bó niên sẽ chia ta năng ai niên sẽ chia ta cứ chia thị đa rồi bó có đông bì mùi nẹ chân mùa hào tha xê nẹ có đông bì nâu nâng sọc xê nà nì cốm nìa ụ rụ vê lìa bà tế năng ai xông bà mạ thai nè môn trì xa thụ chẳng ở liên mà nè nó còn một số chiết ta ở nhiệt nhôm muốn nó chờ này nhiệt nhôm mấy thua thọp tesna riêng liên sự chiết ta miền bắc mà nè liên sự chiết ta nó còn thưa ấy kha chẳng liên sự chiết ta một số chiết ta nó sự máy phật cá nó miền chờ nè facebook bây giờ vay một số chiết ta tranh chờ nè chẳng sự chiết ta mỗi sự chiết ta thoải bài giả sự chiết ta mới tiết của quân bảo vệ ăn mẹ cầm miền nục cái này sự chiết ta mới tiết nổ chào sợi bảo lục dây sạc hà cái này sự chiết ta mới tiết chia bật thế đây mới tiết nên mình sự chiết ta mới tiết là ngày chẳng nhôm ở ai sai rồi chung một sự chiết ta hơi tisna đòi mà phim nắng đâu không YouTube ai sai rồi bán hay cho được đập rừng niềng sự chiết ta nắng mà làm ắt rừng mà đẹp ta niềng nắng nơi nào kha đi còn là thà chỉ hai đồng bảy ở nhóm bàn ở dưới là niềng nắng cứ bàn bảy gia môn kế phai chúng phu bệ sa ma sam phu thái tra đắng ca tra đắng rồi bỏ bệ phu tự ông hay bảy giây pi cái lại đại niềng nắng nới cứ nực hàng sọc sê na ni cung như ngay khôn ô rộ về lia bậc tế rư ô rộ về lia sê na ni cung năng ai hay chia thịt đa rồi bỏ sê na cả đồng pi như ngay chia thịt đa bỏ sê na cả đồng pi mà này chỉ còn sợi hay rồi ngay nắng bây giờ ta đào put cái gì á cứ nực bài put cái gì năng ai năng rầm lon ở từng môi máu dương mà đào tiệt hạt bò nên sẽ chia tay năng ai hay miền cả lại nhờ đàm rèn đàm bay để dường ai từ ôp cây ta bòn sơn cả sớm mai nô hay dường từ miền cả lại miền ấy chờ đợi nhé nhận dùng thợ làm chơi tới nâng đăng ngay đường nào nè chôn mà khăn ông sầm nua thì mà rồi mà phải pì về Hà Nội thái đàm miền ấy dụ thả chó bài gia nô vợ ông ban pu tặng ông nâng bậc cất chia phẩm nút vĩnh ta miền phẩm man phẩm nút hai bọn sau nó lại nè lúc sau đôi hai bọn thư đôi mà lấy tiền không cá nó xong bà nụ thái mẹ ta vì sẽ chỉ nghĩa tam cả cuộc nè bà bất bà mà hà thái đòi chùm rán nó bê đầy bọn ban tổ tùa nơi mà thu bà giá đây là niên sự chia ta do mà thái đòi tạ nơi nông phí miền nâng hơi bọn do mà bút nóng chia bùm nút nóng bắn cọp thân ban rồi hốt đào tới sai sập làm buôn bùm nút hãy bỏ ăn trong sỏi nó cứ sỏi nấu các bài tầng nề ranh chỉ rìa là cứ sỏi to tới ở mà pe nó cứ bỏ ăn trong sỏi ở sai sập làm buôn bùm nút nâng tài mà đón hay pan cọp thân nào chuyện cần mới mình tới chế tràn của xóm đá bỏ pan tế bỏ ăn cứ trong sỏi ở sập tầng sai sập làm buôn bùm nút nâng nấu nâng một tầng nề ranh chỉ rìa bỏ ăn sỏi sạch hơi ông trống có cho tờ cán mọt tầng nề ranh chỉ riêng nâng ạ cho tờ nâng cứ tờ đo cho tờ phải chỉ trâm cho cung rồi bỏ bỏ ông có trống dọc tha miền nô là cho tờ cán nó không tật tầng nâng hai bỏ ông có trống bẩn đại nó tha miền nâng môn bê để bỏ ông đã tha đo tật hay môn ông bỏ ông bẩn lên tha nâng bỏ ông trống thật than thá bà sân ba ạ thma anh bàn trả đăng chia bà phút nó khăn ông thay này mến xóm ai tha miên ní ảnh đáy bà trả tực ta bà sân chia mình bàn trả đăng tới xóm ấy ảnh đáy tờ tám bà đòi tực cho bà ông trung ạ thật than rồi hãy còn lên tha nông tử tha nâng đáy chênh bì bà ông nâng cư ảnh đáy bà trả tực cái này cần tập bà lên tha nâng đáy chênh bì bà ông nâng cư ảnh đáy bà trả tực ở thời gian cao chỉ 80 hát thả năng có lịch cho tổ cọm tới tổng kịch này cái này tôi tổng kịch này năng lưu tổ đo ca lần này cái này đài nâu năng tăng này ra anh chỉ riêng nô về tổng kịch này hãy có thả năng tớ trâu bị cọm thả mía rồi bỏ bộ bay bỏ ăn môn bì bỏ ràn
cái bị cầm nâng tay mà đòn đấy tám thì cái đây để lục bàn phải chẹn được khăn ống bột thập hợp vọt nâng màu xóm bàm hà thái và ông này môn trìa xa thuộc anh đục thầy để đầm miên này dụ nhôm nhiệt sập bờ đọt chẳng lại chẳng bà giá nâng bà kết chìa phùm lút xa sập phùm buôn phùm lút nè hay mà phùm lút nó còn bận khó nào hay lục sau mà đón và nên lúc sau mà đón ó có ọt bàn sau ấy ó sai sắp phần buồn thằng ngày đài nó tạm rừng ra rừng trắng hay bật kịch tới bọn ọt à hà dù đây hay lúc sau mà đón là hơi tầm bón nên hay bây giờ kịch tới nó phần còn tha bởi giờ kịch bị bột thì nhiên bọn bọn vĩnh phíp đỡ ọt trà vĩnh sai sắp phần buồn thằng ngày cái đôi mắt cứ bọn miền sau thì cứ bạn ấy tha phần bật sắp đá cái đôi mà nó cứ rùa tại đôi sau vị một tờ sọc này nông tế nô như này hay để sờ bài chết bùng phật bỏ nên sờ chết ta nó còn cào máu bàn còn sờ bài chết còn thả đăng thả bỏ ong hới sau bỏ niềng hay nâng không ca tra đăng hay còn sờ bài chết chờ đó niềng sờ chết ta bậc cơ tới ca thần xong bồn bỏ niềng nâng mà ha ở cha hay niềng sờ chết ta nâng muối hay nâng nề chân nâng muối để lột bàn sau chẳng hạn hay trong về nếp biển chúng là không ở nước không vẹn ní trong sầm nua ti mà rồi mà thầy pi ní cứ xăm ca về liền chọc nước không vẹn ní để cho nên hơi khi ông ngân mà tiếp đang pi bóng bắt cha về xây chân ní miền ca lửa lúa khoác khát chỉ cái nam mới mình xăm rốm xăm ở lốc sập bờ từng lái mi ta khăn tay ở thầy tô bậc kiến chuột bồn của sao bậc quân bậc cha lốc từng ó xăm bàn sóc bàn chầm ran bát na giang na xăm lại đôi cái đây bát na và xăm anh mô tình.